Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại C cùng chơi luật sư tài ba Trần Mật Phượng. Nên là ở lần trước là mình đã chơi xong cái phần điều tra, nên là chúng ta biết được rất là nhiều chuyện đã xảy ra ở cái sở cảnh sát ấy. Nói chung là về cái vụ án mà vụ giết người song song ở sở cảnh sát ấy. Nên là nói tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần chính của game. Chúng ta sẽ là phần chửi nhau trên tòa. Nên là cái phần như là cái này ra nhỉ. Nên mình sẽ chơi luôn. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái phiên tòa chúng ta phải xử lý. Hôm nay xử muộn phết, 9:45 này, 41. Anh nghĩ sao anh Phượng? Mình hy vọng là máy mình nó không bị treo. Dạo này nó không hiểu sao nó bị chi à? Anh nghĩ bên kiểm soát cũng hoang mang như ta thôi. Bởi vì nạn nhân bị sát hại ở hai chỗ khác nhau cùng một lúc mà. Và ở mỗi hiện trường thì lại bắt được một nghi phạm khác nhau. Chị hai, chào buổi sáng cậu Phượng. Hôm qua tôi xin lỗi, lúc đó tôi đang khó ở. Đến ngay của chị. Để kiểu khó ở. Tôi mong là họ đã không hỏi cung chị lâu quá. Thực ra thì cũng vừa mới xong thôi. Tôi cũng quen thức khuya rồi. Chị này cũng quen hỏi cung. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Đúng như nghi ngờ cậu Phượng, cảnh sát cũng bó tay. Tôi cũng đoán ra nên đã đưa ra một thỏa thuận lời khai. Thỏa thuận lời khai sao? Ý của chị là bọn chị thỏa thuận rằng nếu chị nói với họ sự thật đằng sau hai án mạng cùng lúc này, họ sẽ miễn án tử hình. Ý chị là thế Ngọc Anh à? Nên là thời này vẫn chơi án tử hình. Này có vẻ phù cũng giống như kiểu Việt Nam phết. Nhưng mà chị Lan, đừng nói là chị. Tất nhiên là phải thừa nhận là chị cũng mù tịt vụ này như bọn họ thôi. Thế là bây giờ chị không 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 nhận tội nè, chị Ngọc Lan. Ừ, chúng tôi bọn em tìm được vài dấu vết trong kho chứng cứ sở cảnh sát. Chúng là của cảnh sát Đoàn Quân Hào Kiệt. Đoàn lại còn tên là Quân Hào Kiệt. Biểu Đoàn Hào Kiệt thì nghe được. Dấu vết này là gì? Vân tay dính máu là vậy. Nên là mình không hiểu sao cái vân tay dính máu đấy nhỉ? Nhưng nhờ thằng kia nó đeo găng tay mà nhỉ? Đó là mà con át chủ bài mà tôi có hôm nay à? Em có hôm nay này. Chị hiểu ý của em rồi phải không? Để biện hộ cho chị em, anh sẽ tố cáo anh Hào Kiệt sao? Chia bài nào thì chơi bài đó phải không chị Ngọc Lan? Cứ làm những gì cậu phải làm đi cậu Phượng. Nên là chị này hồi xưa mà qua lại với cả anh Cao Bồi đó. À, 10 giờ sáng ấy. Lập. Chưa bắt đầu đã xì xầm. Phiên tòa xét xử Cao Thiên Ngọc Lan thì bắt đầu. Bên mình đã chuẩn bị xong thư kỳ rồi. Còn bên kiểm sát thì đã bắt đầu ạ. Tòa nghĩ là anh có lời muốn nói chăng? Từ viện kiểm sát phải mất tầm 30 phút chạy ô tô mới tới được sở cảnh sát. Vậy mà nạn nhân Đỗ Văn Đức là bị sát hại ở hai nơi cùng một lúc. Nhưng như vậy hoàn toàn là bất khả thi đúng không? Hơn thế nữa, tòa nghe rằng nạn nhân ở kho chứng cứ đã biến mất. Phải, và thi thể tự nhiên xuất hiện trở lại trong cốp xe của anh Sắc. Chà, phiên tòa ngày hôm nay có vẻ rắc rối đây. Nhiệm vụ của tôi với tư cách kiểm sát viên là đưa ra bằng chứng công minh. Và hôm nay tôi sẽ đưa ra bằng chứng liên quan tới vụ án ở sở cảnh sát. Theo đó tôi tin ra cách mà chúng ta nên tiến hành phiên tòa sẽ tự lộ diện. Giờ anh Sắc lấy lại được phong độ rồi, anh ấy nói nghe rất là hay. Mặc dù hiện tại anh ấy cũng chả biết chuyện gì. Và đó là một đặc điểm đáng ngưỡng mộ sao. Thằng này kiểu nói gì mày gái nó cũng y thích. Được rồi, hãy tiếp tục phiên tòa thôi. Vào ngày xảy ra án mạng, chuyện gì thực sự đã xảy ra tại sở cảnh sát vậy? Anh Sắc, anh có thể gọi nhân chứng đầu tiên của mình lên bục khai báo. Nhân chứng đầu tiên bên kiểm sát sẽ gọi chính là nghi phạm của vụ giết người đã xảy ra tại sở cảnh sát. Nghi phạm sao? Ý anh là kẻ được cho là thủ phạm à? Ôi trời ơi, vừa mở màn đã dữ dội thế này. Gì đây? Mời nhân chứng khai báo tên và nghề nghiệp. Vâng sir, tôi là hạ sĩ Đậu Văn Tiến sir.
nghề nghiệp tôi sẽ là kẻ giết người thưa sếp. Nghề nghiệp kẻ giết người. Vậy anh đang nói là anh là một trong những cái người gọi là sát thủ chuyên nghiệp đúng không? Thưa sếp, chính là tôi, sir, tôi đã làm điều đó. Tôi không giết ai một lần nữa nào nữa, sir, sếp phải tin thôi. Mà thực ra thứ mà chúng tôi muốn nghe đó là... thưa sếp, tôi là một thành phần của thứ mà gọi sếp gọi là thế hệ trẻ đó, thưa sếp. Một người có hành động mà người lớn không thể nào tài nào hiểu được. Làm ơn, sếp Văn Sắc, hãy giúp tôi thưa sếp. Ban này bị lầy, đồng chí Tiến. Vâng, sir. Hãy khai báo vụ án cho chúng tôi. Coi như nó là một mệnh lệnh đi. Vâng, như sếp muốn, sir. Thật tất cả tôi chính là một phần của thế hệ mới phải được sai bảo, sir. Ta này như lại và thể hiện ngáo ngơ. Không thể trách anh ta vì tự thiếu nhiệt thành được. Lời khai nhân chứng, báo cáo vụ án thưa sếp. Hôm đó tôi được chỉ định canh gác kho chứng cứ. Chứ bình thường tầm đó tôi không có ca trực. Tôi phát hiện một người đàn ông đáng ngờ trên màn hình an ninh nên vội chạy vào trong. Tôi chỉ làm như những gì được đào tạo thưa sếp. Tôi đã bị tấn công bất ngờ. Tôi đã chiến đấu vì mạng sống của mình rồi tôi. Tôi đã làm điều đó. Sau đó thì tôi đã ngất xỉu. Cho đến khi một đồng chí khác đã đập tôi dậy. Thế là cái nó y chang những gì mà nó nói mình hôm qua. Vậy nạn nhân thanh tra Văn Đức đã tấn công anh sao? Tiện hạ thủ vi thừa cường. Chạy trốn là trên hết à? Kiểu đấy. Đó là phương châm của nhà họ Đậu thưa sếp. Tòa thấy rồi, sau đó anh đã ngất đi và một đồng nghiệp đã giúp anh tỉnh lại đúng không? Vâng thưa sếp. Anh ta đã đập đầu tôi, đập vào đầu tôi thưa sếp. Được rồi, bên miệng hậu có thể bắt đầu đối chất. Thứ mình cần chính là thêm thông tin để suy luận. Báo cáo vụ án. Hôm đó tôi được chỉ định canh gác kho chứng cứ. Chứ bình thường tầm đó tôi không có catch up. Anh Văn Tiến, anh làm việc cho phòng cảnh sát dân sự, có phải không? Vâng thưa sếp. Tôi phụ trách tuyển tân binh thưa sếp. Cái chà giờ cái này mới đáng sợ này. Thằng tân binh để tuyển tân binh. Kiểu như là kiểu như là anh kia lo ngại về cái chất lượng của vị cảnh sát đi xuống. Ngày vụ án mạng xảy ra cũng là ngày xung công bằng chứng. Nghĩa là nhiều đồng chí cảnh sát được giao nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt. Tôi phụ trách bảo vệ cảnh nguy xanh thưa sếp. Thằng này đi phụ trách bảo vệ cảnh nguy xanh thì đúng là kiểu bị loại khỏi vòng gửi xe à? Cảnh nguy xanh ra? Vâng thưa sếp, linh vật dễ thương do chính tay thủ trưởng phòng hình sự thiết kế thưa sếp. Tôi phải đảm bảo nó không bị hư hại gì trong quá trình xung công. Và là nhiệm vụ duy nhất trong ngày của tôi thưa sếp. Phải chứng tỏ và biên chế bọn này đông quá nhỉ? Vậy có thằng đi chơi trông cái con đấy đó. Tôi hiểu rằng có vẻ như là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Hôm đó sau lễ trao giải kết thúc, có rất nhiều người qua lại. Nên là tôi đã rời cảnh nguy xanh đến kho chứng cứ. Ồ, và vậy đó là lý do anh tới kho chứng cứ ra. Nói chúng tôi nghe, anh thấy gì khi tới đó? Tôi phát hiện một người đàn ông đáng ngờ trên màn hình an ninh ấy, nên hội vội chạy vào trong. Hold! Để vào được bên trong kho chứng cứ ấy, cần có một thẻ quẹt đúng không? Chính xác sir, tôi có một cái ngay đây, đeo trên cổ này. Vậy thì cái mã thẻ của anh có phải ở trong đây đúng không? Nó sẽ là cái mã thẻ 4989 à? Đây rồi, tôi thấy rồi. Nó ngay đây. Anh có thể đọc nó lên không? Vâng, thưa sếp. Đó là 4989596. Đó là số của tôi thưa sếp. Ồ, nhưng mà cái số 4989596 này đã được sử dụng 2 lần. Thôi sao? Tôi yêu cầu anh giải trình, giải thích nhân chứng. Dạ, không có gì lạ cả thưa sếp. Lần đầu là lúc tôi rời cảnh huy xanh đến kho chứng cứ. Còn lần thứ hai là lúc tôi đến lấy lại nó sau khi mọi chuyện đã lắng xuống. Có nghĩa là thằng này nó cất con cảnh huy xanh vào trong cái phòng chứng cứ ấy. Rồi sao nó lại lấy ra này? Ra là thế à? Vậy lần thứ hai là lúc... Vâng thưa sếp, đó là lúc tôi nhìn thấy ai đó trên màn hình an ninh.
nên là mã thẻ cán bộ được cập nhật. Tôi chỉ là những gì được đào tạo, thưa sếp, tôi đã bị tấn công một cái bất ngờ. Holy. Vậy anh đã bị tấn công, có thể nói cho tòa chính xác được những gì đã xảy ra không? Đó là một con dao, thưa sếp, một con dao. Thanh tra Đức đã chĩa dao vào anh sao, sau đó thì sao? Vâng, thấy bị tôi bắt gặp như thế, anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn anh là rõ là kiểu người khác cũng đâu, là kiểu người khác chẳng muốn chậm chán mà. Và rồi tôi phản ứng ngay, thưa sếp. Và tôi vung tay như con bạch tuộc, nhằm khống chế anh ta. Nên là tay tôi mới có vết thương như thế này. Có lẽ nếu anh ta giữ bình tĩnh thì tay anh ta đã không bị. Khi thấy máu chảy ra thì tôi đã phát hoảng. Tôi đã túm lấy cổ áo anh ta. Tôi đã chiến đấu vì mạng sống của mình. Và tôi đã làm điều đó. Thầy làm điều đó như ở thiết. Ý của anh là gì khi nói anh đã làm cái điều đấy? Nhìn đâu tới này thôi chứ cũng thân thủ phi phàm nhiều phim võ thuật đó, thưa sếp. Bản tính anh nói như này. Anh ta hơi mất cảnh giác nên tôi giật lấy con dao trong tay anh ta trong tích tắc. Kỹ thuật đoạt dao à? Anh giật lấy con dao ra. Tôi xoay anh ta lại và tung chiêu tước vũ khí. Tôi còn chắc chắn là phải nhắm tịt mắt như một hảo án như trong phim cơ. Tôi hiểu rồi. Chắc anh ta phải tuyệt vọng lắm ấy. Điều tiếp theo tôi biết là cái áo khoác trắng của anh ấy như vừa nhúng trong bể máu và rồi. Rồi điều tiếp theo tôi biết là anh ấy đấm thẳng vào mặt tôi, thưa sếp. Sau đó thì tôi ngất xỉu cho đến khi một đồng chí khác đập tôi dậy. Anh tỉnh dậy lúc mấy giờ? Không có ý xúc phạm gì đâu, thưa sếp, nhưng mà làm sao mà tôi biết được. Tôi bị bất tỉnh mà. Nhỉ. Theo báo cáo từ đồng chí đã đánh thức nhân chứng lúc đó tầm khoảng 5 giờ 30. Anh ta cũng đánh thẳng vào đầu tôi nữa. Nên là cái thằng đánh thức thằng này nó đấm vào đầu thằng này. Nên tôi tỉnh dậy mà đau phát khóc. Thật tốt. Ý tôi là thật tốt vì anh đã hồi phục. Khi tôi đi tuần tra, tôi luôn đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thưa sếp. Nhiệm vụ sếp? Vâng, thưa sếp. Con cảnh huy xanh, thưa sếp. Tôi đã đặt nó lại chỗ lối trước khi mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chả là tất cả chúng ta có thể yên tâm rồi. Tôi tin rằng chúng ta đều hình dung được kha khá những gì đã xảy ra rồi. Vâng, thì thưa quý tòa, chỉ có một điều chưa rõ là người đàn ông mà anh sĩ quan này sát hại có thực sự là nạn nhân không? Cậu ấy nói cũng không sai. Thế có gì đồng chí Văn Tiến? Về cái vấn đề đó, thưa sếp, hãy xem lại cái này. Nó được đưa đến phòng giam của tôi. Sê Vương đã gửi nó cho tôi sáng nay, thưa sếp. Ông giám đốc á? Đã gửi nó là ở cái gì vậy? Một cuộn băng sao? Vâng, thưa sếp. Hoàn toàn đúng, thưa sếp. Một cuộn băng video. Sơ. Nó chứa cảnh quay từ camera an ninh trong kho chứng cứ. Đây là cái cảnh quay an ninh. Objection. Thế thế. Nhưng mà tôi đã đặc biệt là hỏi là đã có cái đoạn băng nào như vậy không? Và họ trả lời là đã lỡ xóa nó rồi mà. Thật sự là một sai lầm. Người ta bảo sao thì tôi làm vậy thôi, thưa sếp. Tôi chỉ biết nghe theo lệnh thôi mà. Thế là sở cảnh sát lại... Ở sở cảnh sát người ta giao tiếp với nhau tốt thật nhỉ. Nên là thằng này lại bất ngờ à? Vậy thì chúng ta hãy xem nào. Cho tụi tôi xem cái đoạn băng anh sát hại nạn nhân ấy. Ôi, xin đừng dùng cái từ sát hại, thưa sếp. Tôi sợ lắm. Đoạn băng quay lại án mạng rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Nên là về cơ bản là chúng ta từ cái lời khai chúng ta biết được rất nhiều thông tin ấy. Không phải xoáy lỗi rồi này. Nên là đây là lần đầu tiên trong cả cái series mà chúng ta có đoạn video ấy.
Tòa tin rằng chúng ta đều có chung suy nghĩ về làm sao mới cảm giác lấn cấn. Nên là về cơ bản là cái đoạn văn này nó không có nhiều để thông tin lắm ấy. Ngoài là có đoạn xô xát ở trong nhưng mà không nhìn được nhiều bởi vì nó cứ lắc lắc lại. Cái tấm ván uốn éo éo uột kia là cái gì thế? Thưa sếp, đó là niềm tự hào của cả phòng cảnh sát hình sự đó sếp. Đó là cảnh huy xanh thưa sếp. Sao mình chả ngạc nhiên gì lắm khi chuyện không được suôn sẻ nhỉ? Nên là chúng ta sẽ có cái băng video. Được rồi, dù sao thì đoạn băng cho thấy nạn thấy nhân chứng đúng là có gặp một ai đó trong kho chứng cứ và một vài hiện trường xảy ra. Thưa quý giả, thay vì dựa vào những cảnh quay không rõ ràng kia, chỉ cần nghe lời khai của nhân chứng là đủ rồi. Như vậy có ổn chứ đồng chí Tiến? Vâng thưa sếp, như sếp muốn nói, như sếp muốn thưa sếp. Người đàn ông bí ẩn. Trên đoạn băng không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng không có gì bàn cãi, đó chính là thanh tra Đức thưa sếp. Ý của tôi là anh ta đã mở tủ đồ mà cần phải có dấu vân tay của thanh tra Đức mới mở được. Cái tủ đó chắc chắn là tủ của thanh tra Đức thưa sếp. Nên là người đó phải là anh ta, không thể là ai khác được. Cái dấu vân tay là như nào nhỉ? Mỗi thanh tra có một cái tủ đồ riêng sử dụng cái khóa vân tay. Để chắc chắn chỉ có thanh tra đó mới có thể mở được cái tủ đồ của mình. Hay đấy, vậy nghĩa là nạn nhân tại hiện trường lúc đó chắc chắn phải là thanh tra Đức. Được rồi, xin mời biên biện hộ tiến hành đối chất. Mình không biết lần đối chất này sẽ được gì. Nhưng mà cái gì cũng đều có mâu thuẫn, mình nên bắt đầu từ đó. Ngày này chúng ta sẽ có cái lời khai số 2 về cái người đàn ông bí ẩn. Trên đoạn băng không nhìn rõ mặt anh ta này, cái mình hỏi hết này. Cho tôi biết anh có nhìn rõ mặt anh ta không? Nhìn rõ mặt người tấn công anh với con dao lăm lăm trên tay không? Thưa sếp, nếu buộc phải gán tôi với hành động thấy hay không thấy ấy, thấy hay không thấy mặt anh ta, tôi tin rằng là tôi thiên về cái về sau hơn. Về cái bài là thấy về sau, nhưng anh đứng trực diện với anh ấy là không phải về sau. Không thấy á, đúng hơn là anh còn chiến đấu với anh ta nữa nữa mà không phải sao? Vâng sơ, nhưng mà tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta được thưa sơ. Tôi không phải là kiểu người nhìn chằm chằm vào người khác khi nói chuyện đâu. Đức tính tốt đẹp của một đồng chí cảnh sát. Từ sao thì tôi chắc chắn là anh ta mà tôi cực cả phù hiệu của mình luôn. Nên nó sẽ đến cái đoạn hội thoại số 2 là đó chính xác là anh và Đức thưa sếp. Nhưng chính anh cũng không chắc chắn đúng không? anh chưa bao giờ gặp thanh tra Đức bao giờ mà. Chà, tôi biết sếp sẽ nói như vậy. Chuyện là đấy là tôi nói nếu mà giả sử phải gán tôi với hành động thấy hay không thấy ấy. Vì không thể nhận diện được khuôn mặt anh ấy trên băng hình ấy. Chỉ có anh mới có thể. Trinh, sao mọi người cứ nhìn tôi như thế? Nếu mà buộc phải gán ánh mắt của mấy người là khó chịu hay... Anh Văn Tía. Sau khi xem cái đoạn băng đầy nghi vấn kia, chúng tôi không còn vui tính nữa đâu. Nên là xin hãy cung cấp lời khai chính xác hơn đi. Vâng thưa sếp. Anh khẳng định người vung vẩy con dao với anh là Đỗ Văn Đức. Hãy giải thích vì sao anh chắc chắn như vậy. Ý của tôi là anh ta mở tủ đồ mà cần phải có dấu vân tay của thanh tra Đức mới mở được. Về mấy cái tủ đồ đó, không còn cách nào khác để mở ra. Không thưa sếp, tôi từng thử mở đủ mọi cách rồi. Tại sao lại thử nhỉ? Mày có ý định gì à? Cái khóa chỉ phản ứng với dấu vân tay tay mẫu thôi thưa sếp. Mình tự hỏi anh ta đã thử cách gì à? Nếu mà một người mở tủ đồ của mình à, khi so sánh dấu vân tay của họ với mẫu thì cái tủ phải là tủ của người đó mới mở được. Chính xác của đây chính xác là ý của tôi luôn thưa sếp. Và đây nữa, cái tủ đó chắc chắn là tủ đồ của thanh tra Đức thưa sếp. Holy. Sao anh biết được thông tin đó? Vì tôi nghe đồn như vậy, tôi nghe đồn như vậy thưa sếp, từ những người trong cuộc thưa sếp. Những người trong cuộc sao?
nhân viên của căng tin sở này, thưa sếp này. Họ là những đầu mà mối thông tin rất là quan trọng của tôi. Nên là một tin truyền miệng, họ thường hay lắng nghe, rắc rối tình cảm tôi nữa, thưa sếp. Kiểu như mấy bà bán cơm ở trong căng tin. Theo như bản ghi thì chiếc tủ vị mở thực sự là của thanh tra Đức thật. Và tôi đã xác minh thông tin này qua một nguồn có thể nói là đáng tin cậy hơn. Nguồn chính thức hơn. Vậy nạn nhân đã mở tủ đồ bằng dấu vân tay của mình sao? Nên là người đó chắc chắn là phải anh ta rồi, không thể nào ai khác được. Nhưng mà phần quan trọng nhất là lại không thấy đâu là khuôn mặt của người đó. Thưa sếp. Là cho tôi được nói vài lời thưa sếp. Cứ tự nhiên, dù gì anh cũng là người bị đối chất mà. Tôi không hiểu vì sao nhìn được cái khuôn mặt của người đó hay lại không quan trọng đó hay lại không quan trọng thưa sếp. Đây là lần đầu tiên mà mình ở trên tòa mà đi đối chất với một thằng nào mà là bị cáo nhỉ. Còn mấy phần trước là cho bị cáo mẹ nghỉ hưu từ đoạn cuối luôn. Ý của tôi là rõ ràng chính cái tay anh ta đã mở khóa tủ đồ. Và cũng chính cái tay anh ta muốn đâm tôi bằng con dao kia thưa sếp. Trạng thái hoảng loạn của tôi đã là lời khai đầy đủ rồi thưa sếp. Phải anh còn nói đúng á, cảnh quay trong cái băng này thì đúng, không biết nói dối thật. Đấy là trừ khi bên biện hộ thấy nó có vấn đề gì về nó không à. Anh vợ, anh kiểm tra lại hồ sơ tòa án nào. Đoạn video này có vấn đề gì không à? Mình sẽ nói là không có đấy, hình như là không có. Đoạn băng được cung cấp bởi sở cảnh sát nên khó mà có vấn đề gì à? Tôi ngưỡng mộ lòng tin của anh sở cảnh sát Đoạn Anh Phượng. Nhìn mặt ngưỡng mộ. Nếu mà anh hỏi em thì em nghĩ vấn đề là ở những thứ cuộn băng đã ghi lại hơn là bản thân của nó. Có nghĩa là mình đồng ý về cái tính xác thực của cái cuộn băng ấy. Nghĩa là mình không bảo là nó fake phiếc ghi lại kiểu thế. Nhưng mà những cái nội dung về cuộn băng đấy thì cần phải xem kỹ lại. Tất cả những điều này nghe thật đúng. Nhưng mà nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân lại là ở viện kiểm sát. Phải có gì sai sót ở đâu đó. Vụ này còn căng hơn vụ trong hình sự. Đây anh có thể dùng chạy. Nên là từ từ. Là cái đoạn cuối là chúng ta phải nói là có vấn đề nhé. Mình tra hỏi lại. Có nghĩa là cái đoạn băng này đúng. Nhưng mà cái ý của mình bảo là cái đoạn băng này là nó xác thực nhưng mà nó có cái vấn đề về cái đoạn băng là chúng ta phải kiểm tra lại. Có vấn đề này. Liên quan đến đoạn video trong cuộn băng này. Có một thứ nhìn rất kỳ lạ đây. Đây là cái ý của mình. Kỳ lạ sao? Mâu thuẫn này dẫn đến khả năng rằng người này không phải là thanh tra Văn Đức. Sao? Đoạn băng có sự mâu thuẫn như vậy ư? Objection. Thật là thú vị. Thưa quý tòa, tôi có một yêu cầu. Vâng, anh Sắc. Tôi muốn yêu cầu bên biện hộ chỉ ra cái gọi là mâu thuẫn mà anh nói ở nằm ở đâu. Anh ta muốn mình chỉ ra rõ sao? Được thôi, yêu cầu được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng kiểm tra bằng chứng vào kỹ hơn này. Tòa sẽ bật đoạn băng an ninh đây. Anh Văn Phượng, mời anh chỉ ra sự mâu thuẫn anh vừa nói tới. Mình phải chỉ ra vấn đề trong đoạn băng này. Nên đây là lần đầu tiên mình phải làm như vậy. Nên là đây là cái phần này là cái gameplay nó khác hơn so với phần kia là thay vì chúng ta chỉ một cái ảnh đó thì chúng ta phải chỉ trong cả một cái đoạn băng ấy. Nó sẽ khó hơn. Anh làm vậy được mà anh Phượng. Đây là đoạn băng là đã lưu nên anh có thể tua tới tua lại hoặc dừng đoạn băng. Nên đây là cái yếu tố mới nhất ở cái phần này. Hoặc là một trong những cái yếu tố mà duy nhất của cái tập này cho trong tất cả những cái phần khác là chúng ta sẽ tìm cái điểm không ổn ở trong một cái đoạn video ấy. Ngay cả cái Apollo Justice cũng không có cái yếu tố này. Xin được bạn đừng bật cái đoạn băng nhiều lần này vậy. Tôi không chịu nổi đâu. Kiểu trái tim yếu ớt. Tên này mà vào được ngành thì mình quỷ. Giờ thì anh Vân Phượng hãy khai sáng chúng tôi đi. Đâu là mâu thuẫn và chỉ ra cái gì có thể.
Nên là nó sẽ có cái nút lùi lại này, tiến này, dừng này. Và như thường lệ là chúng ta có cái trình ra ấy. Từ từ. Là trên thực tế hình như là mình có thể chỉ luôn ấy. Nên là các cái tủ khác nó không sáng, nhưng mà cái tủ nó sáng này. Mình sẽ trình ra luôn này. Take that. Break. Điều kỳ lạ trong cái đoạn băng này chỉ có thể là đây. Đồng chí Tiến. Sir, ý của sếp là tôi sao sir? Như tôi hiểu về cơ chế hoạt động của cái tủ như sao? Khi ta nắm tay cầm, cảm biến sẽ quét vân tay à? Nếu vân tay trùng khớp. Chứ. Nên là anh này để của ảnh mẹ kiểu người yêu trong mộng của anh. Đèn tín hiệu dễ sáng và khóa được mở. Dựa theo hiểu biết hạn chế hạn hẹp của tôi cũng nghĩ như vậy thôi. Nếu là vậy thì có một thứ sai, rất sai trong cái đoạn băng này. Nên là trước khi thằng này nó đến thì cái tủ nó đã sáng rồi, sáng đèn đấy. Có nghĩa là đã có dấu hiệu là cái tủ đã cái tủ nó đã mở ra. Khi nạn nhân đưa tay và nắm tay trên tủ khóa này. Hãy tụt lại trước đó một chút. Nên con này cứ gật đi gật lại. Nên là cái này nó đã sáng rồi. Đấy, ánh sáng, thấy ánh sáng kia không? Gì thế này? Nó đã sáng từ trước rồi sao? Chính là ý của tôi, thưa quý tòa. Tủ đồ đó vốn dĩ được mở trước khi nạn nhân nắm lấy tay cơ. Chà thứ. Im. Như vậy nghĩa là sao? Rất đơn giản, thưa quý tòa. Cái tủ này vốn không hề khóa vào ngày hôm đó. Objection. Nhưng cái tủ được hệ thống điều khiển bởi hệ thống điện tử. À đâu, nhưng cái tủ được điều khiển bởi hệ thống điện tử. Khi cánh cửa đóng, cảm biến được kích hoạt. Và cái tủ đồ sẽ tự động khóa. Ồ, tòa biết rồi. Chắc chắn là do nó bị hỏng rồi. Tất nhiên tòa không phải là chuyên gia về trong cái chuyện này. Không thể thế được, thưa quý tòa. Cảm biến sẽ phát hiện và báo cáo ngay khi có trục trặc. Ồ chà, anh quả là biết cách khiến những tên gà ngờ phải ngậm miệng lại. Vậy thì anh Phượng, anh có lời giải thích nào không? Tôi có, thưa quý tòa. Phải. Tại sao tủ lại không khóa? Thế tôi lại phải giải thích sao, thưa quý tòa? À vâng, thì quý tòa thấy đấy. Cái này thì cũng không hẳn là chuyên môn của tôi. Em nghĩ sao cô nhà khoa học điều tra? Ha? Ừ, thì có thể là cái gì đó đã chen lên cảm biến chẳng hạn. Cái gì đó đã chen lên cảm biến sao? Có lẽ nào có gì đó khác cũng sai trong cái đoạn băng này. Đúng, vậy em cũng nghĩ như vậy. Phải có một cái manh mối gì khác ở đâu đó trong cái đoạn phim này. Được thôi, hãy nghiên cứu đoạn băng này một lần nữa. Cái tủ không bị khóa. Anh Văn Phượng, anh hãy tìm ra nguyên nhân đi. Nên là mình sẽ tiến nhanh, tua nhanh này. Nên là chúng ta sẽ để ý đến cái đoạn mà lúc mà nó mở ra ấy. Nghĩa dừng lại thêm. Mình lùi lại một tí nhé. Nên là kéo lại một vài frame nữa. Nên là chúng ta sẽ thấy có một cái vật từ rơi ra. Nên mình phải bấm cái này. Hãy nhìn kỹ đây. Đây là đoạn tiếp theo của ngay sau đó. Nên là cái vấn đề mà thằng kia nó bảo là cái người mở tủ này chắc chắn là anh kia. Anh thám tử thanh tra đấy. Cái này là cái gì thế này? Một thứ màu trắng vừa rơi ra khỏi tủ. Nhưng thưa sếp, mở cửa tủ bị rơi đồ ra ngoài thì tôi bị nhiều lần rồi. Tôi thường mở cửa xe và ngã lăn ra ngoài thôi. Tôi cũng không thể chắc thứ đó vốn á. Nằm trong cái tủ ngay từ đầu à? Ý anh là sao? Cảm biến sẽ kích hoạt cơ chế khóa khi cửa đóng lại.
Điều gì xảy ra nếu mà một thứ gì đó đã bị ý của tôi là kiểu như bị nó chèn vào giữa cảm biến và cái cửa chẳng hạn. Chèn vào. Thứ màu trắng này không phải là ở trong tủ mà nó trên thực tế là nó bị kẹp giữa cửa và cảm biến. Ồ, tôi hiểu rồi thưa sếp. Giống như cái cà vạt của tôi vậy. Vậy 3 lần tôi bị kẹt cà vạt cho cửa xe tuần tra thưa sếp. Thằng này kiểu hậu đậu. Thay vì cửa xe đóng được, nó lại bị kẹt vào này. Nhưng mà vật đó phải cực mỏng mới có thể vừa khít khe cửa chứ. Không chỉ vậy, còn phải có thể ngăn được dòng điện chạy qua chuyện nữa. Vậy có phải là một vật làm từ chất cách điện chất cách điện nên là game này nó chỉ mình bảo là, đúng phải là một vật cách điện nhưng mà tại hiện trường vụ án á chắc phải có một thứ đó trùng khớp về cái đặc điểm trên. Nhưng sao nếu là một vật cách điện ý của sếp là mình nghĩ mình đã hiểu mọi thứ rồi. Tốt, xin mời biện hộ bên biện hộ đưa ra bằng chứng liên quan. Vật cách điện bị kẹp giữa cái tủ cái này đơn giản nên là cái duy nhất mà chúng ta phát hiện ở hiện trường là cái găng tay này. Nhưng cũng là SL9 ấy, cao su siêu mỏng. Headshot. Tôi tìm thấy thứ này gần tủ đồ. Một chiếc găng tay cao su mỏng. Nhưng mà ta không chắc đó có phải là tủ đồ của nạn nhân hay không à? Có một cái mark ghi vụ án SL9 ở đây. Chuyên. Đoạn video dường như đang quay cảnh nạn nhân mở tủ. Nhưng không phải vậy. Đèn đang sáng đã chứng minh cái điều này. Vào ngày hôm đó thậm chí tôi còn nếu mà vào ngày hôm đó thậm chí tôi cũng có thể mở được cái tủ đấy. Đúng không nào đồng chí Tiến? Thưa sếp. Có vẻ là như vậy thưa sếp. Chào tự. Vậy ta thực sự nên tin rằng nạn nhân người bị nhân chứng đâm trong kho chứng cứ đã không phải là thanh tra Văn Đức sao? Objection. Đừng để bị dắt mũi thưa quý tôi. Ý anh là sao anh văn sát? Bên biện hộ vừa chỉ đơn thuần chứng minh một cái gọi là khả năng đó mà thôi. Nạn nhân cho đoạn phim thực sự là Đỗ Văn Đức. Bên kiểm sát sẽ yêu cầu một lời khai nữa để chứng minh điều này. Cái gì? Đồng chí Văn Tiến, hãy chứng minh, hãy làm chứng minh điều này. Sếp, tôi sao sớ? Tôi không chắc sếp đang có ý gì sớ. Thằng này vẫn chưa hiểu vấn đề. Ý sếp là cái đó. Thưa sếp, tất nhiên rồi sớ. Đùa sao? Rất tốt, hãy bắt đầu lời khai của anh đi. Nhưng đây sẽ là cái vấn đề là thằng này là chứng minh về cái người đàn ông bí ẩn. Nghe nhạc lại tăng beat. Có một điều khác nữa chứng minh rằng người đàn ông đó chính là một thanh tra Văn Đức thưa sếp. Để đi vào kho chứng cứ, người đó sẽ phải dùng thẻ quẹt của họ. Khi một thẻ quẹt được sử dụng, mã số của nó sẽ được ghi lại. Và vào thời điểm xảy ra vụ án thì người thanh tra đã sử dụng cái thẻ của anh ấy. Nên là đây là cái vấn đề là thẻ quẹt. Nên là không thể nhầm được. Bởi vì có cái ghi cái thẻ quẹt đấy. Một bản ghi mã thẻ quẹt. Tôi hiểu rồi. Tôi có bản ghi mã thẻ ở ngay đây thưa quý tòa. Đây là bản ghi mã thẻ. Thẻ được sử dụng lúc 5:14 là của nạn nhân. Đỗ Văn Đức này. Phải không nhỉ? Đậu Văn Tiến này, Đỗ Văn Đức. Lý Văn Sáng. Đâu Lý Văn Sắc. 5:14 ấy. Nghĩa là đã trước cái thằng kia cũng cùng cái thời điểm thằng kia. Ngay trước vụ án mạng hử, đúng vậy. Không còn nghi ngờ thì đây chính là cả mã thẻ của nạn nhân. Tuy nhiên, có một điều tòa thấy rất là lạ. Hàng năm lẽ ra phải có hàng vài trăm vụ án được xung công. Tại sao lại có ít người sử dụng phong là tại sao lại có ít người sử dụng cái phong này như vậy? Phong này chỉ được sử dụng để lưu những vụ án đặc biệt. Những vụ án đặc biệt sao? Các cái vụ án cực kỳ bạo lực liên quan đến nhân viên cảnh sát. Lại có cái phòng mà nó chỉ lưu về những cái vụ án đặc biệt đấy. Thà cứ nói là cái tủ đồ riêng cho nhanh.
Nghe thôi em đã à, đang chỉ nghe thôi em đã dựng hết tóc gáy lên rồi. Thế tại sao thằng Ngâm Sun nó lại có cái cốt vào trong đấy nhỉ? Thì cứ nói là lock cơ bình thường ấy nhỉ. Anh cũng thấy thế mà vậy, anh cũng thấy cũng thế mà vậy thì có khác gì? Chỉ có một số vụ án được chuyển đến đó và hầu hết đã được giải quyết xong trước buổi trưa. Được. À, toàn hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đối chất. Người đàn ông bí ẩn. Như là về cái vấn đề thẻ. Còn một điều chứng minh người đàn ông đó là thanh tra Đức thưa sếp. Holy. Vậy khác với lời khai ban nãy, anh tin rằng lời khai này chắc như bắp chứ gì à? Vâng thưa sếp. À, chắc như bắp thưa sếp. Nếu mà tay tôi không bị băng à, thì tôi đã ra dấu chữ V chiến thắng rồi thưa sếp. Anh ấy dùng tay phải là được mà. Hãy nghe anh ta nói hết đã. Như chúng ta đã ta thấy ấy, một người không hề biết anh ta sẽ nói gì cho tới khi phút chót. Ban này tự nhiên ta tìm ra được câu nào kinh đấy. Để vào trong kho chứng cứ ta cần có mã thẻ. Holy. Có phải cái thẻ đang treo ở cổ là một trong những thẻ quẹt đó không ạ? Đúng vậy thưa sếp. Cái thẻ ngay trên cổ tay tôi thưa sếp. Tôi giữ nó ở đây để tôi không bao giờ quên nó. Nhưng mà nếu mà có một người nào đó cướp cái thẻ từ anh vì anh để nó quá lộ liễu như vậy thì sao? Là có lẽ là tôi không nên đeo nó ở vòng quanh cổ. Nhớ lúc tôi kể tôi từng vài ba lần làm kẹt cà vạt khi xuống xe đó không? Thì những lần khác thứ bị kẹt còn lại là thẻ quẹt của tôi. Nên là quẹt rất là nhiều lần, là bị kẹt rất nhiều lần. Nhưng mà mình không hiểu sao thằng cảnh sát tuần tra nó lại có thẻ quẹt vào cái phòng đấy nhỉ? Là có lẽ mình nên để chuyện này yên. Dù thế nào nữa, mỗi đồng chí đều chỉ có một thẻ quẹt thôi. Và cả sở cảnh sát và viện kiểm sát đều có thể chứng thực điều này. Hãy tiếp tục với lời khai của anh đi. Khi sử dụng mật mã thẻ, hệ thống sẽ ghi nhận lại. Hold it. Hãy lưu ý rằng đây là danh sách ra vào mà nhân chứng này đã nhắc đến. Để tòa xem nào. Ồ đúng rồi, là nó. Thanh tra Văn Đức. Có chuyện gì vậy? Theo cái này là anh Văn Sắc. Tên của anh cũng có ở trên này mà. Lại xin cảm ơn. Đúng là vậy, như vậy thưa quý tòa. Xong rồi. Không phải là tên kiểm sát nó chứ? Hả? Mẹ ơi, ông ta mặc đồ xanh có phải tên giết người không? Xịt, đừng nhìn anh ta. Nhầm màu rồi, rồi các chú. Có vẻ như là hôm nay ủy ban điều tra sẽ muốn nói chuyện với anh một lần nữa đấy. Tôi không có gì phải xấu hổ về những hành động của mình cả. Giờ ta hãy tiếp tục đối chất đi. Tội nghiệp anh Văn Sát. Chuyện này chắc hẳn là rất khó khăn đối với anh ấy. Tại thời điểm xảy ra án mạng, thanh tra đã dùng thẻ của anh ấy. Holy. Khi nãy tôi tin anh đã khai là khi anh yêu cầu người đàn ông xuất trình thẻ, người đó đã chĩa dao vào anh. Vâng thưa sếp. Anh ta không trình ra cái thẻ nào hết thưa sếp. Anh không thấy nó hơi bị lạ sao? Ý của tôi là nếu mà anh ta có thẻ bên mình thì chỉ việc cho anh ta xem nó là xong chứ gì. Thì không có lý do gì để phải rút dao ra tấn công anh cả. Có lẽ là do anh ấy đã quá hoảng sợ chắc. Mọi thứ đều có bắt nguồn từ sự mâu thuẫn. Mình phải chỉ ra chúng. Anh nghĩ sao này? Anh nghĩ hơi bối rối này. Mà Văn Sắc cũng không phải là kiểu người sẽ bỏ lỡ gì đó. Nên là hình như là cái để vào kho chứng cứ ta cần có mã thẻ này. Khi sử dụng mã thẻ ghi lại này, tại thời điểm xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề là ok, nói chung là mình sẽ trình ra cái mà có một cái nó gọi là cái đơn cớ mất của Văn Đức này. Mình chỉ Objection. Phản đối. Đợi một chút, đồng chí Tiến. Tôi không rời chờ đợi đâu sức. Tôi có thẻ của nạn nhân ở ngay đây. Trên thực tế tôi đã tìm thấy nó ở hiện trường. Anh nói có lý. Khi tôi nói là hiện trường, ý tôi không phải là cái kho ở chứng cứ, mà là một hiện trường khác cơ. Là cái hầm giữ xe của viện kiểm sát. Thưa quý tòa, tôi muốn trình ra một bằng chứng nữa. Đây là một manh mối rất là quan trọng. Nên là
Đoạn này là các bạn có thể đưa ra cái ID hoặc là cái này thì nói chung là đều được. Đây là một manh mối rất là quan trọng liên quan đến thẻ quẹt của nạn nhân. Một đơn cơ mất à? Nó chỉ được hoàn thành một nửa sao? Mà đơn báo mất nhỉ? Nhưng mà nó cho thấy thanh tra Đức đã bị mất một cái thứ gì đó vào ngày xảy ra vụ án. Một cái thứ quan trọng để mà viết một cái tờ đơn báo cáo này. Để tôi đoán nhé. Anh tin là cái thứ gì đó này là cái thẻ của anh ta sao? Tôi không biết chắc được nhưng mà khả năng đó là rất là cao. Vào ngày xảy ra án mạng, thanh tra Đức đã không mang thẻ của mình. Blah 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 blah. Trật tự. Vậy giờ tất cả chuyện này là sao? Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Không cần nghĩ nhiều cũng suy ra được. Người mà đồng chí Tiến chạm trán trong kho chứng cứ không phải là thanh tra Đức, mà là kẻ đã trộm thẻ của anh ấy. Mọi gì sầm lắm đấy. Im. Im mồm. Trật tự. Bên kiểm sát có ý kiến gì không? Tôi chỉ muốn nói với bên biện hộ một điều. Chúc mừng nhé anh Phượng. Chúc mừng. Cho phép tôi tóm tắt lập luận của bên anh. Vào 5 giờ 15 chiều ngày xảy ra án mạng, người mà đồng chí Tiến đụng vào độ trong kho chứng cứ không phải là thanh tra Văn Đức. Nên là có hai căn cứ hỗ trợ cho điều này. Thứ nhất là tủ đồ trong kho chứng cứ vốn đã mở. Và thứ hai, nạn nhân đã bị mất cái thẻ quẹt của mình. Và tôi vẫn đang nói đúng ý của anh rồi đúng không anh Phượng? À vâng, anh ta muốn gì vậy? Trong trường hợp đó chúng ta chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất. Nếu mà nạn nhân trong đoạn phim này là giả, thì vụ giết người trong kho chứng cứ cũng có thể coi là giả luôn đúng không? Nói cách khác là camera an ninh không quay được cái thời điểm án mạng xảy ra. Thì cái đó... tôi đoán là đúng như vậy. Có vấn đề gì không nào anh Phượng? Chỉ một lúc trước anh trông rất là mãn nguyện khi được chỉ trỏ xung quanh. Tôi chết rồi. Lại bắt đầu à? Đúng kiểu bài của đó, chà chà chà. Có vẻ cuối cùng anh cũng nhận ra được chính xác điều mà anh đã tốn công, tốn sức vậy để chứng minh. Hãy giải thích đi anh Văn Sát. Bên biện hộ đã giải thích giúp tôi rồi. Nạn nhân trong đoạn phim này trên thực tế là giả. Tức là không có... Trên thực tế là không có vụ giết người nào xảy ra ở trong đấy cả. Ở sở cảnh sát lúc 5 giờ 15 chiều hôm đó. Vì vậy tội ác thực sự chỉ diễn ra ở một nơi thôi. Đó là cái hầm gửi xe của viện kiểm sát. Và thủ phạm thì không ai khác là bị cáo Cao Thiên Ngọc Lan. Chúng ta đã có những bằng chứng rất thuyết phục và một nhân chứng đáng tin cậy đã chứng kiến khoảnh khắc bị cáo sử dụng hung khí và xong. Nên là cái kiểu cái chứng minh trong cái vụ kia rồi xoay bây giờ lại quay lại cái vụ này. Mình đã biết cái lời khai này là quá đáng ngờ mà. Ngay từ đầu nó đã là một cái bẫy lớn. Những sự kiện trong kho, nên là cái thằng kia nó đã biết trước mấy cái này nên nó cố tình nó gọi thằng này lên đấy. Bởi vì nếu mà thằng này nó khai thì nó sẽ có lợi cho cái vụ án chính của nó ấy. Vì đây là cái vụ án phụ mà. Những cái sự kiện trong kho chứng cứ vẫn để lại nhiều nghi vấn. Chính xác thì nạn nhân mà đồng chí Tiến đã gặp là ai? Và anh ta biến mất đi đâu rồi? Tuy nhiên, mục đích của phiên tòa này chỉ là xem xét vụ sát hại của thanh tra Văn Đức mà thôi. Xin cảm ơn. Đừng vậy thưa quý tòa. Anh Phượng, anh phải làm cái gì đi? Nếu không thì chị em... Mình phải làm gì đây? Làm sao để mình thoát khỏi mớ hỗn độn này? Mình phải phản đối. Mình phải bịp tiếp. Lại giờ cái trò bịp của anh Phượng. Đợi chút đã thưa quý tòa. Sao thì anh Phượng? Đừng nói là anh định phản đối á. Vì những gì anh vừa chứng minh nhé. Tất nhiên là không chứ.
Nhưng mà tôi suýt nữa đã sập bẫy của bên kiểm soát. Anh đang nói cái mẹ gì vậy? Cuộc đối chất này đã chứng minh một điều duy nhất. Video an ninh không ghi lại vụ án mạng thật sự. Tuy nhiên, ta không thể khẳng định nó không liên quan đến vụ án ở hầm gửi xe được. Cụ thể là có rất nhiều vết máu đã được tìm thấy trong kho chứng cứ. Bên biện hộ yêu cầu kiểm tra thêm sự thật đằng sau cái vấn đề này. Anh Văn Sát. Vâng thưa quý tòa. Nếu tòa xem xét thêm điều này thì sẽ cần những cái chứng cứ khác. Bên kiểm sát đã chuẩn bị chưa? Tôi xin lỗi thưa quý tòa. Bên kiểm sát coi vụ việc ở sở cảnh sát là không liên quan. Nên là chúng tôi chưa chuẩn bị nhân chứng nào cả. Cơ hội tới rồi. Nên là bây giờ mình sẽ gọi cái thanh niên kia ra. Đến lúc gọi anh Cowboy Texas của chúng ta lên mục khai báo rồi. Anh Phượng, ý của anh là... Thưa quý tòa, bên biện hộ muốn đề nghị một nhân chứng cụ thể. Anh nói đến ai vậy? Chúng tôi có lý do tin rằng người này biết được sự thật đằng sau những chuyện đã diễn ra trong kho chứng cứ. Bên kiểm sát yêu cầu được biết tên của người này trước khi quyết định có tuân theo hay không. Được rồi, vậy thì luật sư Phượng, người này mà anh gọi để khai báo, tên của người ấy là cái gì? Nên rõ ràng chúng ta sẽ gọi anh Cowboy. Thạch giả. Đồng chí Đoàn Quân Hào Quyền. Tại sao anh lại là anh ta? Mình chưa thể cho Văn Sắc biết được. Anh ấy phụ trách tranh canh gác kho chứng cứ. Tôi nghĩ chúng ta nên nghe những gì anh ta muốn nói. Nhưng cảnh sát đồng ý với yêu cầu của bên biện hộ. Chúng ta nên nghe lời khai của người chịu trách nhiệm canh gác. May mắn thay anh ta đang làm việc trong sở cảnh sát. Nên là chúng ta sẽ không cần quá 20 phút để chuẩn bị thôi. Rất tốt. Tòa sẽ nghỉ 30 phút trong khi nhân chứng được chát hầu trò tòa. Bên kiểm sát sẽ vui lòng chuẩn bị nhân chứng trong thời gian này chứ? Chúng tôi sẽ làm vậy thưa quý tòa. Tòa tuyên bố nghỉ giải lao. Đây sẽ tạm nghỉ thôi. Đây là đang nghỉ này. 11:32 trưa này. Là khả năng là xét xử đến tận chiều. Không có gì thể ngăn cản được cậu đúng không cậu Phượng? Hả? Ý của chị là sao? Cậu cho gọi Đoàn Quân Hào Kiệt. Nghe Đoàn Quân Hào Kiệt có vẻ như cậu đã nắm được được mọi chuyện. Em thì chưa nắm được gì hết cả. Chị mới người là người biết tất cả. Ngọc Anh, chị luôn luôn biết mọi thứ mà. Tại sao chị không nói về tụi em đi? Anh Phượng đang cố gắng hết sức để bảo vệ chị mà. Chị nhớ là không có nhờ cậu ấy bảo vệ hồi nào cả. Nên chị này vẫn muốn bị an hành. Tại sao chị có thể lạnh lùng như vậy? Chị không tin mà chúng em sao? Chị không tin ở em sao? Là hy vọng tôi không phải làm phiền ai cả. Đạp cửa. Là tôi nghĩ tôi làm phiền là tôi sẽ quay lại sau vậy. Đợi đã, thanh tra sao? Cái gì đó? Anh này lại biến lại. Anh cả gan lắm ha, làm như tôi là con sen. Sai từ sai lui công chuyện đậy đó. Đã thấy con kêu tôi ra đây để nhìn mặt mí người. Mà mặt ai cũng nhìn như đưa đám ấy. Xin lỗi anh nhà thanh tra này. Tốt nhất là như thế. Này. Xin lỗi vì gã không thấy chị ở đó viện trưởng Ngọc Lan. Không sao vậy, anh ạ, có thứ tôi mang thứ mà tôi đã nhờ không? Ý của chị là cái này phải không? Xin lỗi nhà thanh tra, do hoàn cảnh hiện tại tôi buộc phải dùng tên của luật sư Phượng để đưa ra yêu cầu của mình. Tên của tôi á? Không bao giờ trong 1 triệu năm tôi có thể nghĩ rằng chính chị đã hỏi tôi. Phiền cậu mang cho tôi cái hồ sơ của vụ SL9 được không? Tôi cần nó vào trưa nay à? Nói về mấy cái chuyện điên rồ.
vụ án SL9 ra. Nhưng mà chị Lan đó là... Tôi nghĩ cậu Phượng có thể sẽ cần chúng á, nên tôi đã nhờ mang nó tới đây. Đây, cậu nên đọc chúng đi. Tôi không thể tin được chị viện trưởng viện kiểm soát từng là nhân chứng trong vụ án đó. Chị Ngọc Lan à, một nhân chứng á. Nên là chị này là cái nhân chứng trong vụ SL9 ấy. Những vụ giết người của Phùng Hắc Nhân đã phá 2 năm trước. Nghe tôi này anh sẽ chẳng muốn dính líu đến tên giết người hàng loạt đâu. Ô gì vậy? Giờ thì anh ngó tới ngó lui khi đã lấy được đồ từ tôi đó à? Ngọc Anh, nhưng mà sao? Sao tên lại của em lại ở trong này? Ờ thì tên em trong đó á, em cũng không biết. Không phải. Không thể là là không thể là chị ha. Cái vụ SL9 này, đó có phải là... Đó là cái mã số mà bên cảnh sát đã đặt cho nó 2 năm trước. Cái tên được công bố mà giới truyền thông biết đến, đó là vụ án giết người hàng loạt Phùng Khắc Nhân. Phùng Khắc Nhân. Nên là cái thằng cái tia tiếng Anh là John John Decker. Phùng Khắc Nhân. Đâu là vùng hắc hắc bởi vì là tối. Không. Không chị Lan, chuyện đó đã chấm dứt rồi. Không, anh đợi đã em. Em đã chạy mất rồi. Ờ thì anh biết đấy á, tôi vừa chợt nhớ là tôi có công chuyện phải đi. Thì lỗi nha, nhưng mà tôi phải té đây. Thằng này biến á. Đoàn Quân Hào Kiệt này, Đỗ Thị Minh Tinh, Trương Đại Vương, Lý Văn Sắc này. Chưa kể chị Ngọc Lan và Ngọc Anh ấy. Những người liên quan đến vụ án này đều có liên hệ với vụ giết người hàng loạt 2 năm trước. Đây không thể chỉ là vụ trùng hợp được. Tôi tin rằng là nếu cậu là cậu, cậu nhất định sẽ tìm ra được. Đến lúc quay lại phiên tòa rồi, cậu Phượng, chúc cậu may mắn. Tôi nhận mình nên đọc kỹ cái này. Nên là cái này nó sẽ kết thúc ở đây là cái phần đầu tiên của cái phiên xử án ấy. Ok, vậy là mình đã chơi xong cái phần xử án đầu tiên của cái ngày số 2 ấy. Đúng không? Nên là đây như mình nói là đây sẽ là cũng là một cái phiên xử án dài của cái game hoặc là cái tập số 5 ấy. Nên là chúng ta còn một số cái phiên nữa chúng ta phải xử lý ấy. Nên ok, mình sẽ quay lại mình chơi sớm ấy. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình thì mình có thể tiếp tục làm những cái nội dung hay mà ít người chơi hơn, như kiểu cái series luật sư biện hộ bản tiếng Anh và tiếng Việt trên cái channel mình ấy. Và một lần nữa, nếu các bạn nào muốn support cái nội dung mình thì các bạn hãy bấm cái nút tham gia, tham dự Joy ở trên màn hình ấy để mời mình cốc cà phê. Từ đó thì các bạn có thể xem được tất cả những cái series là mình chơi ở trên cái channel mình ấy. Là bao gồm cái bộ là Văn Sắc Điều Tra này, sau Apollo, Công Lý của Apollo, và cái Luật Sư Biện Hộ tập 5 và tập 6 á, cái bản tiếng Anh ấy. Mình sẽ upload sớm nhất mà mình có thể. Nên là nếu các bạn nào muốn support mình và muốn xem luôn những cái series đấy thì các bạn hãy trở thành viên, hoặc mình nói đơn giản là mời mình cốc cà phê thì mình để mình có động lực mình tiếp tục làm những cái nội dung hay mà ít người chơi. Bằng việc trở thành những thành viên thì mỗi cái view các bạn thì nó đóng vai trò là 5-10.000 view ấy. Nên là từ đấy là mình sẽ không bao giờ phải lo về cái việc view ít, mà rõ ràng là những cái series như này thì view nó sẽ thực sự nó chả đáng kể là gì ấy. Thì từ đấy là các bạn có thể giúp mình kiểu là làm những cái series này nó viable một tí. Và bên cạnh đó là hy vọng là tương lai mình sẽ chơi được nhiều trò khác như kiểu là visual novel hay hơn, như kiểu là Dirt Hotel này, hoặc là nhiều cái game như kiểu như là nhiều game khác mình chưa đó. Sau một số cái game nữa, ví dụ như là cái game mà Famicom Detective Club ấy. Nên là nếu các bạn nào yêu game này thì các bạn nên xem qua cái series đấy trên cái channel mình ấy. Đấy là một cái bộ 2 game ấy. Cũng là cái remake, là một cái bản remake cái game classic của Nintendo ấy, cũng rất là hay. Nên là mình chắc chắn là các bạn cũng sẽ, nếu mà các bạn thích cái luật sư biện hộ này thì các bạn cũng sẽ thích cái game đấy ấy. Nên đấy là một cái. Nên mình cảm ơn mình cảm ơn nhà tài trợ Nemo TV đã tài trợ cái series luật sư tài ba phiên bản tiếng Việt trên channel mình. Nên là hy vọng là mình có thể tiếp tục làm cái series này hết ấy. Hoặc là hết 3 phần mang lại được những cái nội dung mới nhất
hay nhất và xúc tích nhất, và cũng có thể là nhanh chóng nhất là cho các bạn theo dõi. Ok, mình sẽ quay lại sau và một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.